Chào mọi người đã trở lại với kênh Hôn Giả Bình Thuận. Ở đây thì mình ở nhà mình ngâm đào mấy cái gốc đinh lăng, với lại làm mấy cái bình đinh lăng, với lại mấy bình rượu thuốc các bạn để ngâm. Các bạn nào có nhu cầu thì mua thì liên hệ mình nha. Thì đây thì cái bình đinh lăng các bạn nè, bình đinh lăng là bình này là bình nguyên tủ cũ nguyên to nha các bạn. Thì mình cũng làm xong mà rửa rồi gì cho nó sạch sẽ hết các bạn. Giờ bắt đầu thì mình sẽ bắt đầu chế rượu vào. Đây là cái gốc đinh lăng lá nhỏ nè các bạn. Bình này thì bình 16 lít. Đó. Giờ bắt đầu thì rượu này thì mình đổ tầm cỡ bao nhiêu. Lá này nó hơi bị úa. Đây nha, mình sẽ đổ rượu vào nha các bạn. Rượu này thì tầm 40 độ thôi các bạn. Nói chung là mình cái này là mình rửa sạch sẽ hết rồi nha. Hai mươi lít rượu mà không đủ, mình đổ cho đều để xong mình lấy rượu kia ra mình đổ thêm vào. Đó, đây là hai bình đinh lăng. Này mình đào được các bạn, đào được mà còn cái cây này chắc bể luôn. Đinh lăng này nó nhiều, rất là công dụng các bạn. Hai bình nha, sẽ vô lấy rượu tiếp. Đâu giờ mình xịt đổ vào cho nó đầy luôn nha các bạn. Thì cái bình đinh lăng này là cái bình này là hàng nguyên cũ nha các bạn. Còn mình ráp vô đây á, thì mình chỉ có để một đến hai nhánh là mình để mình chêm vô để cho nó khỏi bị bọng cái bình thôi nha các bạn. Đây là hai bình nè, quá chất lượng luôn các bạn. Đây là mình xong hai bình đinh lăng của mình nha. Đó. Sau khi đây là cái sản phẩm mật ong rừng các bạn. Thì mật ong này á thì mình sẽ vắt, nếu mà mình có hai giai đoạn vắt thì các bạn, một là các bạn vắt có thể là lấy phấn của ong á, thì các bạn lấy á, thì phấn của ong á thì các bạn để nó không được lâu, nó có trộn phấn vào mật á, thì mật ong nó sẽ bị chua mật nha các bạn. Còn mà các bạn lấy mật không á thì cái hương mật nó không có phấn thì nó không có thơm, mà mật nó rất là gắt nha các bạn. Đây là mật ong nè, ong của mình bắt hôm giờ mình chưa bắt, với lại mình bắt được một chai sẵn đây các bạn. Ong của mình là ong rừng nguyên chất luôn các bạn, ong ruồi á, này gọi là ong ruồi nha các bạn. Cái tổ của nó thì nó 6-7 tổ mới được lít mật các bạn. Đây là cái tổ của nó này. Còn cái này mình để đây, nào mình dùng cái gì thì mình sẽ lấy ra. Đó.
Đây là những cái bình rượu tắc kè với lại bột cạp với lại sâm. Cái này là xuyên khung, hạt đỏ đỏ này, hạt ký tử, hạt nhỏ nhỏ là hạt ý dĩ, gồm có sâm nữa nha các bạn. Đó, bình này 7 lít, có diện tích cao là khoảng tầm 45 các bạn. Đây là một cái bình rượu Ngọc Dương ông uống bạc khen nha các bạn. Đây là bình của nó đây các bạn. Bình này nó cũng có 7 lít luôn, nó cũng có xuyên khung, hạt ý dĩ và ký tử các bạn. Và có sâm nữa. Đó, bình này cũng 7 lít. Và đây là cũng là một bình rượu nấm lim xanh các bạn. Bình này cũng 7 lít luôn các bạn. Bình này thì mình ngâm cũng được khoảng tầm cỡ một tháng rồi các bạn. Nấm lim xanh này thì công dụng của nó thì uống hỗ trợ cho mình về ngăn ngừa tế bào ung thư nha các bạn. Đó. Đây là những bình rượu của mình. Cái này mình ngâm hơn được một tháng các bạn à. Còn các bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu thì alo cho mình. Đây các bạn. Ở đây còn một bình nữa nè. Đây còn một bình. Thử lên được hai bình nè. Đây còn một bình nữa thấy không? Khá là đẹp luôn. Khá là đẹp luôn các bạn, kết cấu bằng thành bông luôn nha. Đó. Đặc chiều nhất là cái bình sâm đinh lăng. Khá là đẹp các bạn. Nè, lên nè. Đã chưa? Mà nó chưa có lên màu các bạn. Chắc Tết nay là mình mới uống được hai bình này. Đó, hai bình này thì mình ngâm chắc Tết đây thì uống được. Thì sau clip này thì các bạn nào có nhu cầu mà muốn mua rượu bên mình thì ủng hộ cho mình. Anh em mình sẽ đi thăm Bảy Rắn và hẹn các bạn những clip đi thăm Bảy Rắn tiếp theo nha các bạn. Chúc các bạn coi bộ phim thật là vui vẻ nha. Chào mọi người nha.